Anh em đang xem đây là quả bình 24V 100A tích hợp mạch BMS điều khiển từ xa nhá. Quả này thì Tú siêu pro luôn. Bây giờ test cho anh em xem nạp xả nhá. Dòng mạch BMS thế hệ mới này trang bị cho anh em khả năng cực kỳ ghê gớm anh em ạ. Anh em test qua đi nhá. Em nhìn bật máy này. Đó, anh em thấy không? Nó báo dòng xả đang là 4A11A nhá. Đấy, nó chạy qua kích luôn, kích vào mình điều khiển được ở trên này và biết được đang xả bao nhiêu. Em bật kích tăng tốc lên. Đây là mức cao nhá. Nó báo luôn này. Xả 30A luôn này. Đấy, dòng xả và điện áp của các bình đang báo bao nhiêu luôn này. Anh em thấy bộ này pro không? Quá ghê gớm. Đây là bình 24V 100 nhá. Tích hợp cùng con kích luôn. Anh khách này là anh ấy đang muốn lắp cái quy hệ mới có cả mạch thông minh anh em ạ, điều khiển từ xa và tích hợp cùng với cái bình cùng cái kích 24. Kích này chạy tối đa được 2000W nhé, còn bình thường dân dã chạy tầm khoảng 1000V4. Bình này là 24V 100 thì chạy công suất tầm khoảng 1000 đến 1200 thôi. Chạy cao nó xả khỏe quá nó hỏng bình anh em ạ. Đấy bây giờ em bật lại. Còn cái nữa này, đang bật máy trên máy sấy anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn thấy dòng xả chưa? Nhìn rõ luôn nhá. Đấy nó báo cân bằng luôn này, từng xeo thấy chưa? Đầy âm tắp luôn này, cân chưa? Đấy, quá chuẩn luôn. Bộ này sẽ kết hợp cùng với nhau nhá. Bình 24 cộng kích 24. Còn nếu mà bình 48 thì dùng với kích 48. Hoặc là bình 24 nhưng mà sử dụng bình 200A cũng được. Thì là lắp một bộ chạy nó ổn định hơn. Đây, cho em xem nhá. Đấy, combo này chạy thì mỹ mãn cuộc đời luôn anh em ạ. Đây nhá. Đây sử dụng cáp kết nối nhanh này. Cáp kết nối nhanh này. Anh em không dùng phát rút ra nhá. Bật phát rút ra là xong, cắm vào. Ở đây sử dụng dây đôi nhá. Dây này dòng tầm khoảng 80-100A chạy bộ tư. Nhưng mà chắc chả nào chạy 100A đâu. 100A nó khỏe lắm anh em ạ. 100A chạy thì có mà bình 100 này chạy 100 thì mà có mà hỏng rồi. Bình này chỉ chạy tầm khoảng 30A đến 40A xả thôi thì là bền, tức là 40, tức là 1/2 dung lượng thôi. Đấy là xong rồi, quay cho em xem nhé. Bộ combo đấy. Đây quay vòng nữa, xong rồi, em rút đó. Ở đây có hai cổng cấp điện ra nhá. Anh em thích cắm của nào cũng được đây, hai cổng này. Công suất tối đa là được 2000. 2000 thôi mà chạy chắc chỉ tầm 1600 quay đầu thôi. Chạy cao quá, khỏe quá, bình không chịu được. Đây. Xong rồi. Đây còn một số bình nữa nhá, bình 20 này. Bình 20, bình 45 này, bình 50 này. Bình 65 này, bình 100 này đấy, rất nhiều model bình cho em lựa chọn anh em ạ. Đây, xong rồi. Đây thôi, thế là tháo ra là cất kích thôi. Em lấy cái kích khác nữa vào test. Đây mình còn một kích nữa nhá. Tức là kích về bao giờ bên mình cũng test anh em ạ. Quay cho anh em xem test luôn. Test và tháo, đấy, kiểm tra. Kiểm tra. Trên cái bình này nhá, anh em có chức năng là tắt bình nhá, tức là bình đang chạy luôn, anh em muốn thì anh em có thể bấm trên này và khóa bình luôn. Phải nói chức năng rất là ghê gớm của dòng này. Có chức năng khóa bình này anh em này. Em bấm đây phát em bấm lệnh phát khóa bình luôn. Không cho xả điện nữa, rất ghê luôn. Nên anh em mà khi cài ấy, thì mật khẩu mặc định là để 1234 nhá. Về phải đổi lại cho mình, đừng để y nguyên như thế. Đấy, đổi, để y nguyên thế nó nguy hiểm lắm ấy. Trước khi mà rút ra là phải xả điện nhá. Xả hết điện xong bắt đầu được mới được tháo cái đầu kẹp. Nếu mà tháo trước có nổ to lắm ấy.